Tin bóng đá tối ngày 2 tháng 12, Mbappe bị chơi ngải. Huyền thoại bóng đá người Pháp Emmanuel Petit mới đây đã có phát biểu gây sốc trên AMC Sport. Theo nhà vô địch thế giới năm 1998, phong độ không tốt của Mbappe thời gian qua là do cầu thủ này bị bỏ bùa. Nhiều người liên tưởng lại câu chuyện diễn ra cách đây 2 năm khi anh trai của Paul Pogba tố cựu ngôi sao MU thuê phù thủy bỏ bùa Mbappe. Tôi tin rằng Mbappe đã bị chơi ngải. Tôi xin chịu trách nhiệm với phát ngôn của mình. Người phương Tây chúng ta không tin vào tâm linh, nhưng tôi thì có. Tôi không biết ai hại Mbappe cả, nhưng có nhiều người nói đó là Pogba. Bây giờ tôi nhìn Mbappe là có cảm giác mọi điều đen đủi nhất sẽ dồn về phía cậu ấy. Giả sử có một vật thể lạ từ mặt trăng lao xuống trái đất thì nó cũng nhắm thẳng vào cậu ấy thôi. Mới đây, Mbappe đã tỏa sáng trở lại bằng việc ghi bàn giúp Real Madrid đánh bại Getafe. Tuy vậy, các phát biểu của Petit cũng khiến cho người hâm mộ hoang mang, đặc biệt là khi việc chơi ngải đối với các cầu thủ là chuyện không hiếm gặp trong thế giới bóng đá. Rời Liverpool, Salah đàm phán gia hạn với bến đỗ trong mơ. Tiền đạo Mohamed Salah được cho là đang có động thái đàm phán với đội bóng lớn tại châu Âu, trong thời điểm chưa đạt được thỏa thuận gia hạn hợp đồng với Liverpool. Như để chuẩn bị cho tương lai, Salah được cho là đang có liên hệ với các ông lớn tại châu Âu. Cụ thể, tờ L'Équipe đưa tin, cựu cầu thủ Chelsea đang bỏ ngỏ khả năng chuyển đến PSG vào mùa hè tới sau khi tích cực đàm phán với nhà đương kim vô địch Lille. Gã nhà giàu nước Pháp đang nỗ lực tìm kiếm một ngôi sao tầm cỡ để lấp đầy khoảng trống trong đội hình sau khi Kylian Mbappe rời đội vào mùa hè vừa qua để gia nhập Real Madrid theo dạng chuyển nhượng tự do. Bên cạnh PSG, nhiều đội bóng có tiềm lực lớn khác tại Ả Rập cũng sẵn sàng chạy thèm đỏ với Salah. Đồng thời, bên Anh trở thành biểu tượng bóng đá Trung Đông bên cạnh Cristiano Ronaldo. Ngoài ra, các câu lạc bộ tại MLS cũng để ý tới động thái của ngôi sao 32 tuổi này, trong đó có Inter Miami của Lionel Messi. Pep được rót 200 triệu bảng để giải cứu Man City. Theo tiết lộ từ Daily Star, huấn luyện viên Pep Guardiola được trao 200 triệu bảng để cố gắng xoay chuyển mùa giải của Man City. Nửa xanh thành Manchester đang có chuỗi 7 trận không thắng trên mọi đấu trường. Pep Guardiola sẽ bước vào kỳ chuyển nhượng tháng 1 năm 2015 với số tiền khổng lồ là 200 triệu bảng. Với việc đội hình Man City đang trượt dốc thảm hại, ban lãnh đạo câu lạc bộ đã quyết định gia tăng đáng kể ngân sách chuyển nhượng của Guardiola để chi tiêu cho năm mới. Sau khi không chi tiêu quá nhiều trong mùa hè, ban đầu Man City dự tính chi 100 triệu bảng trong kỳ chuyển nhượng mùa đông. Tuy nhiên, do chuỗi trận kém cỏi thời gian qua, họ đã quyết định tăng gấp đôi ngân sách chuyển nhượng cho tháng 1. Số tiền thêm vào sẽ được sử dụng để nhắm đến danh sách những cầu thủ hàng đầu. Đó là tiền vệ trung tâm Martin Zubimendi của Real Sociedad, 60 triệu bảng, tiền đạo Victor Gyökeres của Sporting Lisbon, 65 triệu bảng và tiền vệ kiến thiết Bruno Guimarães của Newcastle, 75 triệu bảng. Amorim đã xéo Ten Hag về Juve. Chân sút này vừa cho thấy lý do quỷ đỏ chi 34 triệu bảng để chiêu mộ anh ở kỳ chuyển nhượng mùa hè vừa qua với cú đúp ấn tượng với lưới Everton. Đây là những bàn thắng đầu tiên của Juve kể từ trận mở màn Premier League mùa này gặp Fulham. Sau trận đấu, huấn luyện viên Amorim đã giải thích nguyên nhân dẫn đến sự lột xác đến khó tin của Juve. Cựu cầu thủ của Bồ Đào Nha được bố trí đá vị trí số 9 ảo trước Everton, một vai trò mà Amorim tin rằng phát huy tối đa khả năng của cậu học trò. Chia sẻ sau trận đấu, Amorim nói: "Juve chơi ở vị trí phù hợp với mình, cô ấy như một số 9 ảo. Điều đó rất có ích cho cậu ấy. Chúng tôi cố gắng đặt cầu thủ vào đúng vị trí để họ có thể tỏa sáng." Phát biểu này đã khiến cho nhiều fan MU tin rằng Amorim đang ngầm chỉ trích Ten Hag vì sử dụng Juve không đúng cách, dẫn đến chuỗi phong độ thất thường của anh suốt thời gian qua. Van Dijk bật cười trước tin đồn gia nhập Real Madrid. Liverpool đang tiến hành đàm phán dạng hợp đồng với Virgil van Dijk. Hợp đồng hiện tại giữa đôi bên sẽ kết thúc vào tháng 6 năm 2025 và Liverpool muốn tiếp tục gắn bó với hậu vệ người Hà Lan. Số 4 của Liverpool bất ngờ trước những tin đồn liên quan đến việc gia nhập Los Blancos. Theo đó, phóng viên Enchiringuito đã hỏi thẳng Virgil van Dijk về khả năng gia nhập Real Madrid hè tới. Van Dijk khá bất ngờ trước câu hỏi trên. Hậu vệ này chia sẻ: "Câu hỏi của bạn thật bất ngờ, ít ai hỏi thẳng tôi như vậy lắm. Nhưng nghe này, giờ tôi không thể và cũng không muốn nói gì nhiều. Thứ duy nhất tôi có thể nói lúc này là tôi đang tập trung hoàn toàn trận đấu với Man City tuần tới. Tôi biết Real Madrid cần trung vệ, nhưng ngay cả khi Alaba hay Militao chấn thương, họ vẫn còn đó Antonio Rudiger." Thực chất, đồng đội của Virgil van Dijk là Trent Alexander-Arnold mới là cầu thủ được đồn đoán về việc gia nhập Real Madrid nhiều hơn. Greenwood đua vua phá lưới Lê Trăng. Mason Greenwood đã ghi dấn đậm trong chiến thắng 2-1 của Marseille trước Monaco ở vòng 13 Lê Trăng 2024-25. Lúc này, chân sút người Anh đang là tiền đạo ghi bàn tốt thứ hai trong danh sách vua phá lưới. Cựu cầu thủ MU hiện có số bàn thắng bằng với Jonathan David của Lille 9 bàn. Cả hai chỉ còn kém một bàn so với người dẫn đầu Bradley Barcola, PSG. Chủ tịch Pablo Longoria của Marseille cũng không tiếc lời khen ngợi Greenwood vì thái độ chuyên nghiệp. Ông nhận xét: "Những gì Getafe mô tả về Greenwood đã được xác nhận, đó là màn thể hiện xuất sắc và cậu ấy từng giành giải cầu thủ xuất sắc nhất mùa 2023-2024 của Getafe. Cậu ấy hòa nhập rất tốt và đang chứng tỏ giá trị của mình qua từng trận đấu. Không chỉ ghi bàn,
Greenwood cũng xây dựng mối quan hệ tốt đẹp với đồng đội. Anh thân thiết với các cầu thủ như là Amin Harit và Dario Barcola, trong khi các cầu thủ có kinh nghiệm như là Pierre-Emile Højbjerg đánh giá cao thái độ nghiêm túc của Greenwood. Bạn gái mới cực kỳ quyến rũ của Marcus Rashford. Marcus Rashford sau một thời gian khó khăn về phong độ nhưng đang trở lại đỉnh cao dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên Ruben Amorim. Với hai bàn thắng trong chiến thắng 4-0 trước Everton mà giúp Man United vươn lên vị trí thứ 9 trên bảng xếp hạng của Premier League. Tuy nhiên, không chỉ chơi hay trở lại trên sân cỏ, Rashford còn được cho là tìm thấy người yêu ngoài sân cỏ. Theo thông tin từ The Sun, tiền đạo của Manchester United hiện đang hẹn hò với Grace Jackson, ngôi sao của chương trình truyền hình thực tế Love Island. Theo một nguồn tin từ The Sun, Rashford và Grace đã bắt đầu dành thời gian bên nhau sau khi cô chia tay Ruben và cặp đôi đã có những buổi hẹn hò riêng tư tại Cheeside. Marcus và Grace rất hợp nhau, họ có nhiều điểm chung và đã dành thời gian vui vẻ bên nhau. Nguồn tin cho biết, Grace với hơn 600.000 người theo dõi trên Instagram không chỉ nổi bật nhờ ngoại hình xinh đẹp mà còn là gương mặt đại diện cho nhiều thương hiệu thời trang. Gần đây đã có hợp đồng với Ego, một thương hiệu nổi tiếng. Cô cũng hay chia sẻ những khoảnh khắc thú vị trong cuộc sống hàng ngày trên mạng xã hội. Nóng, Xuân Son lên tuyển Việt Nam. Trưa ngày 2 tháng 12, Xuân Son được huấn luyện viên Kim Sang-sik triệu tập lên tuyển Việt Nam sau khi FIFA xác nhận tư cách thi đấu và Liên đoàn bóng đá Đông Nam Á AFF phê duyệt quyền tham gia giải. Tiền đạo của câu lạc bộ Nam Định sẽ hội quần của đội tuyển vào ngày 6 tháng 12, trùng với thời điểm thầy trò huấn luyện viên Kim Sang-sik lên đường sang Lào chuẩn bị cho trận ra quân tại ASEAN Cup. Tuy nhiên, Nguyễn Xuân Son chỉ có thể ra sân từ trận đấu gặp Myanmar tại vòng bảng diễn ra vào ngày 21 tháng 12 năm 2024 do anh phải hoàn tất thời gian cư trú theo quy định của FIFA. Cầu thủ sinh năm 1997 có mặt tại Việt Nam từ tháng 12 năm 2019. Đây chắc chắn là tin vui dành cho đội bóng Thành Nam nói riêng và bóng đá Việt Nam nói chung bởi thành tích ghi bàn khủng của chân sút gốc Brazil tại V-League. Tuyển Việt Nam về nước ngày 3 tháng 12 được bổ sung một số cái tên từ câu lạc bộ Nam Định và rút danh sách xuống còn khoảng 26 cầu thủ để đăng ký thi đấu tại ASEAN Cup 2024. Bayern Munich gây sốc với thần đồng Chelsea. Bayern Munich đã vạch ra kế hoạch ký hợp đồng với Josh Achimpong của Chelsea bằng cách hứa sẽ cho anh ra sân ngay lập tức ở đội 1. Thần đồng 18 tuổi của Chelsea đã thu hút sự chú ý của nhiều câu lạc bộ như là Real Madrid, Paris Saint-Germain, Liverpool và Borussia Dortmund cũng đang có định chuyển nhượng. Chelsea không muốn bán Josh Achimpong, nhưng tháng trước có thông tin cho rằng The Blues đã nói với anh rằng anh sẽ không chơi cho đội 1 hoặc đội dự bị cho đến khi ký hợp đồng mới với Stamford Bridge. Theo các tin đồn mới nhất, Chelsea thực sự nỗ lực để giữ chân cầu thủ người Anh ở lại phía Tây London, nhưng họ phải đối mặt với sự cạnh tranh gay gắt từ Bayern Munich rất quan tâm và thậm chí còn đề nghị trao cho Achimpong cơ hội ra sân ngay lập tức ở đội 1. Achimpong gia nhập đội trẻ của Chelsea từ khi còn là cầu thủ U8 và ký hợp đồng chuyên nghiệp đầu tiên với The Blues vào tháng 1, có thời hạn đến năm 2026. Tuy nhiên, Chelsea đang rất muốn gia hạn hợp đồng với Achimpong vì lo ngại anh sẽ còn chưa đầy 12 tháng trong hợp đồng vào mùa hè tới.